Rồi hello chào cả nhà mình ha. Rồi hôm nay em về được bộ mẹ con cái tốt nè, với lại con cái tơ nghe cô chú anh chị đó. Rồi em cũng có chuyến xe đi về Sóc Trăng á, với lại Đồng Nai á, thì cô chú anh chị mình coi mai mua mấy con bò đây á, thì sẵn xe em ghép đi luôn ha. Đó, đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình bộ mẹ con cái ha. Đây, em giới thiệu trước con bò cái con ha. Đó, cực kỳ tốt luôn ha, sấy bố mình nghiêm chỉnh, con mẹ thì mới đẻ lứa, con này là lứa thứ hai nha cô chú anh chị. Con thì được 2 tháng 5 ngày ha. Đó, chân cẳng thì đứng thẳng hết ha. Ừ. Đây, vàng lai lường đó ha, cực kỳ tốt luôn. Đó. Sấy bố nghiêm chỉnh luôn ha, đỏ mặt luôn. Bò con đây thì đẻ được 2 tháng 5 ngày nha. 2 tháng 5 ngày. Đó, sấy tiền luôn nè. Đó. Đây vàng lưng ha, sấy bố nghiêm chỉnh, đỏ mặt ha. Thì cô chú anh chị nào coi thích bò nào thì cứ alo cho em ha. Đó. Đối với những con bò đẻ rồi đây nè, em sẽ bao cho cô chú anh chị mình cái loài rôm ha, bao cho tới đẻ luôn ha. Đó, chỗ em thì nào giờ uy tín thì em bán thì em bao loài rôm ha, tới đẻ luôn ha, đặc biệt cái riêng mình em ha. Đó, thì cô chú anh chị mình coi mình mua mình biết ha. Ai mà theo dõi của kênh của em lâu á thì cũng đủ biết ha. Đó, đây bò con ha. Rồi để em quýnh bò con đây cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ. Đó, hai bên luôn, cực kỳ tốt ha. Còn đây bò mẹ ha, vận động bò mẹ nè. Đó, bò mẹ thì cao 1m32 bò ngang cô chú anh chị, 1m32 ha. Đó, vàng rúng bò mẹ nè, cũng dài luôn ha. Đó, đuôi thì dài thật luôn, vàng đuôi đó ha, cày đuôi bự luôn ha. Đó, đó, em quay mẹ con ha. Bò thì em quay khoảng cách rất là xa nghe cô chú anh chị. Đó, dàn thùng dạo thì con bò mẹ đi khỏi chê rồi ha. Đó, để em quýnh bò ra cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, 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 bò mẹ đó rất là tốt. Đó, mình mua nuôi sinh sản á thì mình nên những chọn những con bò tốt này cô chú anh chị. Mình mua một con mình đáng một con ha. Đó, để con nào con nấy đáng đồng tiền ha. Đó, yếm thì lạch phạch luôn rồi, coi dần yếm đó kìa, mẫu rồi mẫu ôm bay lên cô chú anh chị, lông nhuyễn da sát mát sữa. Đó, mấy con đây thì xiên đẻ lắm rồi, thùng dạo thì khỏi chê ha, đỏ mặt, tiền nào của đó nghe cô chú anh chị. Rồi bộ mẹ con em báo giá luôn ha, 30 triệu, 30 triệu ha. Đó, hết thân con bò mẹ ha, thùng dạo bự rất là tốt ha. Đó, nhìn rút nó dài luôn nè. Đó, chân cẳng thì mầm bự luôn, sấy bớm nghiêm chỉnh hết ha. Rồi bộ mẹ con em báo giá 30 triệu ha. Đó, coi dần yếm đó nè, cực kỳ luôn ha. Đó, bò thì em quay rất là kỹ nha cô chú anh chị, cứ coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Đó, bò con bú no rồi, ăn no rồi nằm ha. Rồi em bước qua con cái tơ nè, đây con cái tơ đây. Đó, cái tơ đây cũng cực kỳ tốt luôn, cũng chân cẳng đứng thẳng luôn ha, móng sò luôn. Đó, yếm cũng lệch phạch luôn ha. Con đây thì chiều cao của nó là 1m18 bò ngang cô chú anh chị, 1m18 bò ha. Đó, đây lai lường nó cũng bự, cũng dài luôn nè. Đó, hơn một tấc luôn ha. Đó, dần rút nó chuyền từ trước lên tới sau luôn. Đó, đỏ mặt luôn ha, sấy bốn cũng nghiêm chỉnh luôn. Đó, qua bự luôn nè. Đó, con bò tơ ha. Đó, em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem. Đó, bò thì mới vừa xuống xe ngang cô chú anh chị. Đó, cho nên dấu trầy nữa ha. Đó, em cũng chỉ luôn cho cô chú anh chị mình coi ha. Đó, rồi con cái tơ. Rồi con cái tơ đem báo giá luôn ha, 16 triệu, 16 triệu ha. Đó, thì bò đẹp nó cũng có giá tiền đẹp nha cô chú anh chị. Đó, rồi em bước qua con bò đực luôn ha. Đây, đó, một cái tơ đó. Đó, vận động bò đực nè. Con bò đực thì chiều cao nó là 1m3 bò nha cô chú anh chị, 1m3 ha. Đó, vận đầu bò đực ha, đầu tròn đầu trụi luôn. Đó, đấy, vận đầu của nó đầu tròn luôn ha.
ngu thì bạc luôn đó, lai lường ha, cực kỳ luôn. Bò đây mập nghe cô chú anh chị, bò đây 101 ha, đó 101 thịt á, cũng đỏ luôn nghe cô chú anh chị đó. Để em quýnh bò ra xa cho cô chú anh chị mình xem đó, bò thì hiền dạng lắm, lị lắm ha, cho cô chú anh chị mình xem hai bên ha. Đó. Đó. Xem hai bên luôn. Đó, yếm thì lạch phạch ha, chân cảnh thì mầm bự luôn. Đầu tròn đầu trụi luôn ha. Đó. Bóng mông thì rất là bự luôn nè. Rồi con bò đực đem báo giá luôn ha. 22 triệu ha. Chiều cao là 1m3 bò ha. Đó. Ngu bạc luôn ha. Rồi thôi video nó cũng dài ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.